Trung Quốc tuyên bố chống tin tặc sau khi có báo cáo là điện thư của Quốc hội Úc đã bị tấn công, tin từ Bắc Kinh. Trung Quốc hôm nay nói rằng Bắc Kinh phản đối và cấm các cuộc tấn công tin tặc sau khi một phương tiện truyền thông Úc đăng tin là một cuộc tấn công vào mạng lưới máy tính của Quốc hội Úc trong năm 2011 đã cho phép cơ quan tình báo của Trung Quốc truy cập vào điện thư cá nhân của các nhà lập pháp trong nguyên cả năm. Tờ báo Financial Review của Úc trích dẫn nguồn tin chính phủ và an ninh nói rằng thông tin mới cho thấy cuộc tấn công có quy mô rộng lớn hơn và cơ quan tình báo của Trung Quốc đã có thể kiểm soát toàn bộ hệ thống. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Tần Cương nói rằng ông không biết là liệu phương tiện truyền thông của Úc có cung cấp bằng chứng cho các cáo buộc của họ hay không, và lặp lại tuyên bố rằng Trung Quốc phản đối và cấm các cuộc tấn công tin tặc. Các giới chức của Úc, giống như các đồng nghiệp ở Hoa Kỳ và các nước Tây phương khác, đã đưa vấn đề an ninh mạng là một ưu tiên sau khi con số các cuộc tấn công ngày càng tăng. Mạng lưới máy tính Quốc hội Úc là một hệ thống nội bộ được sử dụng bởi các nhà lập pháp liên bang, các nhân viên và các cố vấn của họ cho các liên lạc và thảo luận về chiến lược. Một khi vào được hệ thống này, tin tặc có thể truy cập vào điện thư và các tài liệu khác được lưu trữ trên mạng. Phương tiện truyền thông Úc đã đưa tin về vụ vi phạm trong năm 2011. Tuy nhiên lúc đó người ta cho rằng cơ quan tình báo của Trung Quốc đã chỉ truy cập được vào hệ thống trong khoảng một tháng. Chính phủ của Thủ tướng Tony Abbott đã tiếp tục cấm công ty Huawei của Trung Quốc đấu thầu cho dự án xây dựng mạng lưới truyền tải dữ liệu quốc gia trị giá 38 tỷ Mỹ Kim với lý do lo ngại an ninh không gian mạng.